Chiều qua ngày 7 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao giữa đường Cách Mạng Tháng 8 và Lê Thanh Nghị của thành phố Đà Nẵng, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 72C10788 do anh Hồ Hoài Nam, 40 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về quận Hải Châu. Khi đi qua ngã tư giao nhau với đường Lê Thanh Nghị thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 43C189493 do một phụ nữ điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an quận Hải Châu đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.